Vỡ trái, vỡ trái bên này. Over here. Here. Stop. Right here. Vanilla, chocolate, cacao. Which you want? Which one you like? Oh, this one. Maybe, yeah. This one, one vanilla? Yeah. Maybe one more chocolate, huh? Yeah. Okay. Come, push. Push. One more milk for me, for you. Hey! Uống sữa không? Uống sữa nha. Wow. Quá trời luôn. 1.5. Okay. For the Christmas tree. Rồi, con muốn hang cành không? Cái này nè. Cái này là cái gì? Đố mấy mày coi cái gì vậy? Đố mày coi cái gì vậy? Thôi cái này con ăn không được đâu, bỏ vô đi. Here. This one for you. Sausage. Okay. Push. Cái đó không phải cho con đâu. No. Nhưng mà con có sữa rồi. Có sữa nè, xem. Ừ, cái đó là bột. Yeah. It's just flour. Yeah. Đi, nhanh. This way. It's a cat, yeah. Yeah, we have to bring it to the cat. What is that? Oh, it's a food for cat. Yeah. It's quite cheap, huh? Yeah. This way. Yeah. Anh tới hàng kẹo rồi anh không chịu đi thôi. Lấy cái gì? Lấy cái gì ở đó? Trời ơi. Ừ. Tự nhiên tới cái chỗ này là không chịu đi nữa là sao? It's a baby. Oh yeah, just for baby, not for Max, huh? No. No, that's for the baby. Yeah, it's good. Baby drink. Ừ, đúng rồi. Cái này là cái bình sữa cho baby uống. Không phải cho mát đâu. Không phải. Ừ, cho, bỏ lại đi. Bỏ lại. Ừ, giỏi. The mama keep that and bring it to baby. Đúng rồi. Thôi để đó đi. Ha. Mama bring it to baby. Ừ, mát lớn rồi, mát không cần ăn kẹo nữa. Bị súng răng á. Đúng không? Bang my răng hả? I don't eat that gum. Mm-hmm. That for the baby. Yeah. Yeah. Okay. Keep going, okay? Mm-hmm. Sao vậy? Sao khóc vậy? Ừ? Ê, đụng cái chai kìa. Coi đụng cái chai bể kìa, tránh ra. Sao con khóc? Nói với mày nghe. You just stop. You just stop there already. Đúng rồi, tại vì ở chỗ kia là toàn là rượu không. Mà con chạy tới chạy lui lỡ nó rớt xuống là bể làm sao? Không phải.
lỡ nó rớt xuống rồi nó bể rồi cái nước tràn lan ra rồi lỡ con đẫm lên mẻ chai rồi con bị chảy máu thì sao? Đúng không? Mommy nói đúng không? Không phải. Đúng, Mommy chỉ là phòng ngừa cho con thôi. Con phải nghe lời Mommy, không có được khóc nghe chưa? Chùi nước mắt đi. Rồi, mình đi tiếp nha. Ok, đi ra ngoài rồi mình uống. Ok. Đi cẩn thận chứ đừng có đụng mấy cái chai nha. Perfect. For who? Perfect size. Sir. For who? Generally, perfect size. But it's why? Why? This is champagne. Ah, champagne. Hey, khóc nữa là sao? Papa, stop. People cross by. People cross by and Papa say stop, huh? Thôi đừng khóc nữa mà, mít ướt quá hà. Rồi nước mắt đi, big boy à, không có khóc nữa. Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu mà khóc. Đúng không? Rồi, space cho people đi qua đi lại đi. Còn để giữa đường sao mà người ta đi. Thôi bây giờ đi ra tính tiền nha. Rồi đi đi.